Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Và ở tập trước thì chúng ta đã dẫn anh Long đi quẩy rất là căng ở bên địa ngục ha. Và từ đó còn làm cho anh Long một cái xích giáp ta nói, thành anh Long tóc đỏ luôn các bạn. Và bây giờ thì ảnh cực kỳ khỏe luôn các bạn à. Hiện tại trong tất cả những loài khủng long mà mình có đây á, thì có vẻ là anh Long tóc đỏ là khủng long có lượng máu và lượng giáp khỏe nhất rồi, 320 máu. Nếu mà so về lượng máu nha, là còn trâu hơn cả Triceratops khuôn ngầu trong kia nữa kìa. Ê, thế nên là mình đang muốn có một cái màn so sánh sức mạnh đó các bạn. Đó chính là một mình anh Long tóc đỏ khi mà chiến đấu để solo 1-1 với khủng long nguyên thể Lutrotosaurus thì ai sẽ giành chiến thắng. Ồ, một bên là 600 máu, 12 sức tấn công, 20 giáp. Một bên thì là anh Long tóc đỏ của chúng ta. Quay kèo này căng á các bạn ơi. Với cả là bây giờ mình cũng đang cần kiểu như kiếm thêm Tectonic Shack á các bạn, để chúng ta làm full set giáp nè. Ok, giờ thì chắc mình sẽ mặc tạm lại cái giáp cũ đi ha. Trước khi đi thì mình sẽ chế tạo thêm một ít thứ cần thiết nữa. Chẳng hạn như là một cây cúp bằng sắt, rồi một cây kiếm sắt, cũng như là một cây khiên bằng kim cương ha. Không phải cái không mình làm đồ sắt đâu các bạn ơi. Bởi vì lúc trước á mình có chế tạo được cái găng tay 500 nè. Mà mình thấy cái găng tay này xài cũng khá là vui á. Nên là mình sẽ làm sẵn đồ sắt nha. Nhỡ biết đâu lâu lâu mình lại cần nó thì sao. Rồi, nâng cấp lên một xíu ha. Cấp hiệu suất nè. Ngon. Trời ơi, còn có mềm mại nữa. Rồi, kiếm thì sao? Quét cạnh. Sắc bén 4 luôn. Quá đã. Đồ tương đối ngon ha. Mình chuẩn bị sơ sơ chút đỉnh vậy thôi. Giờ thì đi tới hang động nguyên thủy thôi các bạn. Trong thời gian giữa hai tập mình cũng đã săn thêm khá là nhiều những cái heavy bone rồi. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần đó chính là đi lấy thêm những cái Amber Curiosity nữa thôi. Cái này thì không khó tìm đâu. Ở anh Long thì mình sẽ đổi anh sang chế độ Wonder trước nè. Sau đó thì cho anh gáy cái đi các bạn, sớm giờ anh không gáy. Chuẩn bị nè. Úi giời. Mình biết ảnh định đi đâu luôn á các bạn à. Các bạn thấy chuồng cừu mình không? Ảnh định ăn cừu á các bạn, nhưng mà đâu có dễ. Nói chứ mình cũng mang theo một ít thịt zombie đi. Mình thấy ảnh cũng ăn thịt zombie á các bạn ơi. Tội nghiệp ảnh lắm. Trời ơi. Ăn đi anh này, ăn đỡ đi nha. Trời chê luôn. Ui dồi. Chê thịt zombie các bạn ơi. Ủa sao hôm bữa mình nhớ mà anh ăn thịt zombie mà ta. Trời, bữa nay còn chê thịt zombie nữa. Diễn tí là mình phải lấy cái thịt bò rồi. Nè, anh ăn nè. Anh cũng ba hồi ghê luôn á. Rồi ăn đi cho no bụng nha. Tại trận chiến này hơi căng các bạn ơi. Rồi, như thường lệ thì mình vẫn sẽ cưỡi khủng long bay. Bởi vì đây là một người bạn khủng long mà có thể giúp mình di chuyển tới chỗ đó rất là nhanh các bạn. Và cũng tiện nữa. Bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Talent thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Rồi, đáp xuống cái nha. Ok. Tiếp theo đó chính là mình sẽ đào một ít Amber trước cái đã. Rồi, hy vọng là có luôn. Đây, có luôn nè các bạn. Được, ui, có một à. Mình dự tính là sẽ làm thí nghiệm này hai lần. Cái màn solo này hai lần ha, nên là mình sẽ đào thêm một cái nữa coi. Rồi. Được thêm 3 cái Amber Curiosity luôn. Việc của mình bây giờ là chế tạo thôi. Hai cái luôn ha. Rồi, cái núi lửa thì hình như gần đây cũng có hay sao các bạn. Đúng không nhỉ? Ui nhưng mà mình triệu hồi ngay cái núi lửa cũ thì ổn không ta? Đây. Một trong những cái núi lửa cũ nè. Và cũng là chỗ mà lần trước chiến đấu luôn. Ok, chắc cũng sẽ ổn thôi. Rồi, đáp xuống ha. Alright. Long thì một xíu khi nào mà khủng long nguyên thủy xuất hiện các bạn mình mới triệu hồi á, chứ không thôi lỡ tự nhiên cái khủng long nguyên thủy bắn cái thiên thạch hoặc là nhung nham vô đầu anh Long á thì thiệt thòi sao. Ơi một khoan, hình như chỗ đánh đòi mình không triệu hồi lại được các bạn ơi. Nè, cái chỗ nhung nham này nó đã bị lưng đi một xíu rồi. Oh no, vậy là mình phải đi tìm một cái núi lửa khác rồi. Ủa trời, ở đây còn có Atla Titan nữa các bạn. Nhưng mà thôi, mình không săn thêm nữa đâu. Mình đã dư cái Heavy Ball mất tiêu rồi.
Ồ đây rồi, đây rồi, đây rồi. Một cái núi lửa khác đây. Rồi, và nghi thức triệu hồi khủng long nguyên thể sẽ diễn ra nhanh thôi. Nhưng mà khoan, mình nên giảm đồ họa xuống thấp thấp xíu. Kệ hơi xấu nhưng mà đảm bảo là mình vẫn ổn các bạn ạ. Không thôi máy của mình SOS thiệt á. Ok. Ui ui ui. Ui, khủng long nguyên thể đã xuất hiện rồi. Ây da, ây da. Đi xuống lẹ, đi xuống lẹ. Rồi rồi rồi, chuẩn bị nè, các bạn coi nè. Chuẩn bị nhảy cái víu lên trời nè. Chuẩn bị, chuẩn bị. Một, hai. Ủa đâu? Ủa? Lần này không nhảy xuống hả? Ui, ui, kìa, 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 bạn, các bạn coi kìa. Đang tấn công bằng những cái đòn dung nham nguyên thủy các bạn ơi. Oh my gosh. Ủa, không nhảy xuống hả? Ui, vậy là lần này phải trèo lên các bạn ơi. Ôi, 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 căng nha, căng nha. Khác so với những lần trước rồi. Ui rồi, mình lại gần, mình sợ bị tấn công quá. Ui, lỡ lôi anh Long vô trọng hay sao ta? Ui rồi. Ây da, đó, đó, biết ngay mà, biết ngay mà. Ui, ui, gì đây? Trời ơi, thanh niên này chơi chiến đấu trong cái hồ nhung nham gì luôn hả? Yêu. Ui, ai ai ai. Không ổn rồi. Ui, hay là do cái núi lửa này gần cái nóc hang quá ta. Ui, ai, ai, trời, trời, trời. Ui, trời, bị cắn cái. Mình đang cố dập mấy cái nhung nham nguyên thủy này nhưng mà có vẻ hơi khó các bạn ơi. Ui, dù, lắc quá. Ui, đây rồi, sắp rồi, khủng long sắp nhảy ra khỏi được cái núi lửa rồi các bạn ạ. À, trời đất ơi, cái núi lửa này nằm chỗ éo le thật chứ. A few moments later. Và đây rồi, cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đã tới. Màn solo giữa anh Long và Lật Trước Tosaurus. Dạ, mình sẽ chủ động tấn công trước để ra lệnh cho anh Long các bạn ơi. Ui da. Ui, đang tấn công mình bằng những cái lửa. Đúng rồi anh Long, tấn công đi. Điều hồi chúng ta chỉ quan sát. Ui da. Rồi. Ui, khủng long nguyên thủy không tha cho mình các bạn ơi. Chỉ nhắm như mình mà đánh thôi. Không được, mình sẽ hợp sức với anh Long luôn. Kệ, mình gây không được nhiều đam nhưng mà có hơn đỡ hơn không các bạn. Ui da, lắc quá. Ui no. Ui ui, sao mình sắp không ổn rồi. Và các bạn có anh Long kìa. Anh Long vẫn đang cạp. Wow. Sức mạnh của anh Long tốc độ của chúng ta. Mình đỡ khiêng, mình đỡ khiêng. Ok. Trời ơi, mình chỉ cần gây sự chú ý thôi các bạn. Phần còn lại anh Long đã đo hết rồi. Ui da, ai, ai, ai. Mình cần táo, mình cần táo. Mình sắp không ổn rồi các bạn ơi. Nhung nham này ghê quá. Anh Long ơi, cố lên. Trời ơi, xung quanh mình bây giờ nhung nham không mà anh Long rồi. Ơi, đừng mà. Ui ui ui, xong rồi, xong rồi. Ôi mấy chui, ôi mấy chui. Anh Long. Anh Long vẫn còn sống các bạn ơi. Ui, ảnh còn cỡ 2 phần 3 cây máu các bạn. Tính ra là khủng long nguyên thủy vẫn không phải là đối thủ của anh Long nha. Ảnh kiểu như là có sức mạnh tuyệt đối luôn. Nice. Ok, mình còn ít thịt sân bay nè. Mình sẽ thải ra cho anh ăn. Để anh hồi phục lại các bạn. Rồi, việc của mình bây giờ là gồm Tectonic Shark thôi. Để coi được mấy Tectonic Shark đây. Lần này vẫn được 8 thôi các bạn à. Còn anh Long thì anh mệt hay sao? Anh đang nằm nghỉ mệt kìa. Ui, khỏe rồi, khỏe rồi, khỏe rồi. Làm chặn nữa bên đây. Thôi, lỡ làm chặn nữa đi. Nha. Ôi trời ơi, anh đang thấy thị quy các bạn, thể hiện sức mạnh rồi đó. Ê, đâu, đâu, đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy? Làm gì? Quay, 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 quay. Đi đâu vậy? Trời đất ơi, anh đi săn khủng long các bạn ơi. Đúng là khủng long bạo chúa. Thôi, để bây giờ mình cưỡi anh Long đi vòng vòng đây. Chúng ta đi kiếm thêm những cái núi lửa nữa ha. Dự là hôm nay chúng ta sẽ đại thắng 2 lần liên tiếp cho mà xem. Giáp mình còn ổn không ta? Coi coi. Ui, giáp mình có vẻ vẫn còn ổn các bạn ơi. Ráng đi, xíu về nhà mình sửa giáp lại sao. À, sửa gì nữa, làm luôn giáp mới cho nóng ấy chứ.
Đi rồi. Sau một lúc di chuyển thì mình cũng đã dẫn anh Long tới một cái chỗ núi lửa, nhưng mà hình như chỗ này gần chỗ lúc trước mình test Atla Titan hay sao các bạn. Tại vì mình thấy cái lỗ tròn tròn này quen lắm. Ok, anh Long thì nãy giờ cũng đụng vô mấy cái cây khá nhiều. Mình sẽ cho anh ăn thịt để anh Thôi xong rồi. Ông muộn rồi các bạn. Trời ơi, anh săn khủng long nữa rồi, nghiệp quật đấy anh Long ơi. Thôi không sao các bạn ơi, mới có một lần thôi, chắc không tới nổi đâu. Rồi, và mình sẽ vẫn triệu hồi khủng long nguyên thủy theo cách cổ. Ủa, khoan, hình như chỗ này mình triệu hồi rồi. Ừ hả, tại vì cái nhung nham nó giật xuống một xíu các bạn. Yêu gì là chỗ này bị trùng hàng gì, có dấu vết mình đi ngang nè. Trộm vía là vẫn còn một cái núi lửa khác ở ngay cái hốc này các bạn à. Mình cứ tưởng là hết những cái ngọn núi lửa ở trong hang động nguyên thủy này rồi chứ. Ui, nhưng mà cái núi lửa càng ngày nó nằm ở những cái góc nó càng khó đỡ các bạn à. Như vậy thì kiểu gì một hồi khủng long nguyên thủy chả mắc kẹt. Trời đất ơi. Thôi kệ đi, méo mó có đỡ không các bạn. Hy vọng là nó đừng có mắc kẹt giống như hồi nãy là được. Trời, cái này mình nghi là dính vô đây luôn chứ không mắc kẹt gì. Trời đất ơi. Ui, hello. Để Long cái bên luôn. Ok, chuẩn bị con ơi. Ok. Anh Long đừng nhảy dưới nha Long. Anh Long. Tôi kêu anh đừng nhảy mà. Anh Long ơi. Trời ơi, anh Long xuống dưới luôn rồi các bạn ơi. Ui. Ui, mày quá, ăn tao kịp. Trời đất ơi, anh Long báo thủ. Anh Long tóc đỏ gì tầm này, anh Long báo thủ thì cô. Các bạn thấy anh Long không? Sung hơn cái sung nữa. Mình đã dặn rồi là đừng có nhảy xuống dưới ảnh. Anh rất lạnh lùng các bạn, quyết đoán luôn. Trời ơi, hên á là mình còn cứu kịp nha, không là tới công chuyện rồi. Ok, việc của mình bây giờ là đợi thôi các bạn. Đợi cho boss nhảy xuống dưới này á, chắc cũng hơi lâu á. Tranh thủ ăn miếng cái nè. Đây rồi. Ao. Trời, mới nhảy xuống thôi mà. Ăn vậy. Tiếp tục đi anh Long, đúng rồi. Lần này thì mình sẽ hỗ trợ Long. Ui da. Ui da, mình nghĩ là mình nên giữ mình trước các bạn ơi. Ui dồi. Ok, đúng rồi Long, đúng rồi. Các bạn có anh Long mổ cơ. Mình có thể hỗ trợ bằng cách là lấy cung bắn tiếp cũng được. Ok, cho nhanh xíu các bạn ơi. Để một hồi boss mà dùng kỹ năng triệu hồi mấy cái nhung nham nguyên thủy là mệt đó. Ok. Trời ơi, anh Long sao toàn ngắm vô cái mông không vậy. Anh Long cũng ép ít lắm. Ok. Xuôi. Ê, anh Long ổn vậy. 250 máu. Ok, boss còn có 1/3 cái máu thôi các bạn ơi. Sắp rồi. Yay, lần này đi. Lần này chắc sẽ khác các bạn ơi. Ê, đúng rồi. Kết liễu đến Long. Ây da. Trời ơi, boss sắp kết liễu mình rồi. No. Ui. Trời luôn rồi, mình lọt vô nhung nham rất là nhiều các bạn ơi. Ây da. Ui, may quá. Hình như anh Long đã hạ gục được khủng long nguyên thủy rồi. Đúng không? Ủa, anh Long rồi. Ai kia rồi. Trời ơi, anh Long đâu tay leo quăng bển vậy. Ê, đừng nói đi săn khủng long nha. Trời đất ơi. Mẹ nó ơi. Có anh Long nhìn khủng long kia kìa các bạn. Nhìn đấm đuối luôn á. Ê, vậy tính ra đúng là anh em cây khế ha. Ê, đừng. Trời đất ơi, anh Long ơi là anh Long. Miếng cơm anh áo mà anh làm vậy luôn ha. Nhỏ sợ nhỏ nhảy xuống dung nham luôn rồi. Thôi anh Long này quá lầy lội các bạn à. Hồi nãy mình cứu anh Long một mạng, thì bây giờ anh Long cũng vừa mới cứu mình một mạng các bạn. Hồi nãy mình dính đòn dung nham nguyên thủy ác quá. Để coi lần này mình sẽ được bao nhiêu Tectonic Shack đây. Ui nhiều nha. Oh my gosh. Lần này mình đã gom tổng cộng là bao nhiêu ta? Nhưng mà bây giờ mình đã có 28 rồi các bạn ạ. Dư sức để mình làm cái quần, làm cái ủng và mang về sửa lại cái áo giáp Tectonic của mình rồi. Ê anh Long ơi, đại thắng nha. Ê,
mình cần cái xô. Gọi hết rồi. Trời ơi, ok, vậy xong rồi. Anh Long cần tắm âm nè, tôi tắm anh miếng nè. Mấy mươi gài không tắm rồi đó. Ok, đi về tên Long ơi. bội thu các bạn ạ. Về tới nhà, việc đầu tiên của mình đó chính là cho anh Long nghỉ ngơi đi. Nãy giờ anh Long chiến đấu cũng nhiều rồi các bạn. Zombie dân làng. Ê, mình đang cần một zombie dân làng luôn các bạn ơi. Hợp lý ta, bác vô đây. Lại đây. Đúng rồi. Bữa nay cho anh chị Long ăn. Bác vô đây. Giỡn chút thôi. Rồi ở đó nha. Mình sẽ vô trong để mình lấy cái thẻ tên cái đã các bạn ơi. Ồ, tình cờ ta. Được vậy ta. Rồi, mình sẽ cho bác này một cái danh phận ha. Chấm hỏi. Ok. Có là được. Rồi, sau đó thì lại đây bác ơi. Đúng rồi. Trời, đeo mắt kiến cũng xì tay hết đấy. Rồi, ở đó đi nha. Giờ thì mình sẽ bắt đầu vô trong. Ồ lộn. Bắt đầu ra ngoài chứ. Để anh Long ra. Ui, anh Long mệt quá hay sao các bạn? Anh ngủ. Gì đây? Ê, định chạy hay gì? Nhưng mà đâu có được ní. Ôi trời. Mới trồng lại cái cây mới đó. Hôm bữa ní mới làm ngã cái cây của tôi rồi. Ní không trồng lại, tôi tự trồng rồi. Giờ ní định phá nữa hay gì? Cái ní lông tóc đỏ này là ẩu thiệt các bạn à. Thôi để anh ngủ đi các bạn. Chiến đấu cũng mệt rồi. Ok, còn phần mình sẽ vô trong nhà và chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo giáp thôi các bạn ơi. Cuối cùng ngày này cũng tới rồi. Ngày mà chúng ta full set giáp bằng tectonic shack các bạn ơi. Mình sẽ làm lần lượt là một cái quần nè. Và cũng như là một cái ủng. Wow. Để xem coi khi mà mình mặc full set giáp này thì trông mình sẽ ra làm sao đây. Quần. Ủng. Mình thấy là có vẻ set giáp này khá là đẹp các bạn à. Các bạn có thấy vậy không? Những chi tiết cần nổi bật thì nó đã làm nổi bật sẵn cho mình hết rồi ha. Và lượng giáp cho nó của nó cho mình thì mình thấy cũng khá là ổn nha. Nếu không muốn nói là rất là tốt so với giáp kim cương ấy. Nó hơn hẳn 5 giáp mà. Và đặc biệt là để coi. Khi mà mình hư thì mình có thể sửa lại bằng... Ủa? Ui, nó không sửa lại được bằng tectonic shack hả? Rồi, vậy là bắt buộc mình phải dùng sách sửa chữa để ghép vào rồi các bạn ạ. Có vậy. Nhưng mà thôi, sách sửa chữa thì từ từ chúng ta tìm. Giờ thì để mình chế tạo đồ ha. Lỡ làm áo giáp rồi các bạn. Hay là mình làm thêm vũ khí luôn đi. Mình sẽ cần có tectonic shack đặt theo hình như vậy. Một cây giáo thì mình sẽ đặt vô đây. Và hên quá, ở nhà còn cái Amber Curiosity các bạn. Đặt ở phía dưới. Và cuối cùng là một khúc xương. Để chúng ta tạo ra được vũ khí mang tên là Extinction Spear. Wow, một cây giáo nhìn có vẻ rất là xịn sò các bạn ơi. Ui dồi. Wow. Trời, nó còn có skill nữa. Wow. VIP thật sự. Các bạn coi nè. Khi mà mình chuẩn bị phóng cái giáo này. Đó. Nó tạo ra cái lớp khiên lửa các bạn ạ. Và nếu nhìn kỹ thì cái này nó sẽ có hình cái đầu của cái em khủng long luôn nha. Ôi. Ôi, phát nổ luôn. Wow. Cái đầu. Ủa, cái khiên chứ. Là hình cái đầu của em khủng long này nè các bạn. Mình thấy vậy. Cái hiệu ứng á. Ba chị. Đi test thử các bạn ơi. Để coi sát thương của nó như thế nào cái đó. Mình nghĩ là nó sẽ khá là mạnh đấy. Trời, nó còn tự ve lại mình nữa. Trời đất ơi. Vip các bạn ơi. Ồ, đằng kia có cụ đen kìa. Rồi, mình sẽ thử coi. Hả? Nó có hiệu ứng kết liễu luôn hay sao các bạn ơi? Các bạn nhìn kỹ nha. Ui, khi mà mình kết liễu sẽ có hiệu ứng khủng long bay lên đó các bạn ơi. Xịn vậy. Đây rồi. Vũ khí tấn công tầm xa tiếp theo mà mình sẽ thường xuyên sử dụng chắc là cây giáo này các bạn ơi.
Ấy chi mà nó phá hủy được block nữa thì tuyệt vời ha. Cái này nó không phá hủy được block cơ. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cách để test khả năng phòng ngự của cái khiên coi. Không biết là nó có thực sự là giúp mình chống đỡ hay không nè. Ui sao tự nhiên là vắng như... Ở đây, đây, có luôn. Ủa? Ê, có. Ê, hình như nó có thể giúp mình chống đỡ các bạn ơi. Nè. Mỗi lần bị đánh á, là mình sẽ bị mất hết một cái hình khủng long nha. Một cái đầu khủng long. Wow. Và như sau đó mình mới bắt đầu nhận sát thương ấy. Ôi trời, phóng con một nữa. Nhưng mà con này tới số rồi. Phóng nè. Mất tiêu luôn. Đã. Và cái này thì còn có thể enchant nữa hả? Được, về mình enchant thử ha. Ê mà trong đây có spawner nè. Đập luôn. Coi có gì không. Trời đất ơi. Bộ giáp người tới cổ mình sẽ treo lên đây. Đi enchant cái cây giáo này liền cái đã các bạn ơi. Không ngờ vô tình lụm được đồ ngon. Chế tạo được đồ ngon. Dầm hỏng luôn à. Khá ngon nha. Wow. Còn có Palan cấp độ 3 gì nữa kìa các bạn ơi. Ui cái dòng đó là nó sẽ tăng cái số lượng khi mà mình triệu hồi đầu khủng long nè. Trời ơi, bây giờ mình có tổng cộng là 2, 4, 6. Ừ mình có tới tận 6 cái đầu khủng long xung quanh luôn. Và thêm một cái dòng gì đó nữa. À cái giáo này sẽ tăng được sát thương các bạn ơi. Ok. Thương nó ngon á. Quả thật hôm nay là một ngày may mắn. Ơi chưa. Tại quên enchant cái bộ giáp nữa. Ờ hé. Nè cái quần với cái ủng nè. Enchant ha. Mình sẽ ưu tiên bảo vệ các bạn. Trời ơi, bảo vệ 3 chê gốc cuộc ra. Không có bảo vệ luôn. Bó ta... À đây bảo vệ 4 nè. Đó, ít ra là phải vậy. Rồi, reset ủng lên đi. Kiếm bảo vệ ha. Sải bước dưới nước. Ồ, có bảo vệ 4 luôn. Quá đã. Rồi. Giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào việc đó chính là chữa bệnh cho các bác dân làng thôi. Ô nhưng mà bác này mình thấy là có nghề sẵn các bạn à. Chemistry đó. Đúng không? Đúng rồi. Alchemist chứ lộn. Ôi trời. Không biết là mình cứu xong bác ấy còn giữ nghề cũ không nè. Mình sợ còn giữ nghề cũ á. The next morning. Mà thôi kệ đi. Lương y thì như từ mẫu các bạn. Rồi. Ra ngoài. Trời cho bác này bình thuốc giải ha. Úi xa. Trời chuẩn phết đấy nha. Rồi lại đây ăn táo bác ơi. Ăn táo nè. Rồi đó. Có sức mạnh lên rồi. Từ từ mau khỏe bệnh nha. Rồi quên ngày cũ đi. Tôi nói thiệt tôi dạy cho ngày mới VIP lắm. Trời. Cũng lòng làng cái dùm ba dân làng sợ các bạn. Rồi việc tiếp theo của mình bây giờ đó chính là chúng ta sẽ ôi mình đang tính tìm bạn đời cho anh Long tóc đỏ. Thủ thư. Ấy được chi. Ghé nhà chơi thì cho bình thuốc liền. Tặng luôn trái táo ăn lấy thảo nha. Gọi luôn. Vô tình có được hai dân làng luôn các bạn ạ. Rồi. Và mình sẽ vô trong làm bục để sách sẵn cái đã. Đâu đó có 13 cái đi. Rồi. Chuẩn bị sẵn rồi đó. Giờ mấy bác ấy chỉ cần hết bệnh một phát thôi là vào việc liền các bạn à. Để sẵn nha. Tranh thủ hết bệnh đi. Mình đợi được. Ui và thời gian hồi phục thì còn khá lâu các bạn. Tính sơ sơ là cũng cỡ mười mấy. Ủa 100 mấy giây nữa lận. Trời thì vẫn còn mưa. Anh Long thì đang tắm mưa các bạn. Mình hơi kỳ. Ôi trời con ruồi này cắn dân làng. Trời đất ơi. Cái bé dân làng này không tắm mấy bữa rồi hay sao á. Gùi bu nè. Mèn đét ơi. Thôi để xíu đi. Xíu rồi tôi tắm luôn cho. Nè tắm luôn. Ê, lộn. Rồi đó nha. Tôi tắm sương sương rồi đó. Rồi. Vậy đi. Tắm sương sương được rồi. Anh Long mình có nên. Không được. Dắt anh Long vô đây thì hư nhà hết các bạn ơi. Trời đất ơi. Thời gian khỏi bệnh của bác này chỉ còn đếm ngược thôi các bạn. Ê. Ơ giờ mới để ý ta. Ê hình như mặc full set giáp này mình sẽ được kháng lửa các bạn ơi. À trời giờ mình mới phát hiện. Ủa ở đây rồi. Bác ấy bị choáng các bạn nhưng mà không sao. Hết choáng cái là học nghề được liền cơ. Bác bên này thì cũng sắp khỏi bệnh luôn rồi ha. Ok để coi. Hết bệnh bác ấy có học nghề liền không nha. Trời. Ui hết bệnh cho nhanh vậy. What the heck.
chạy như siêu nhân vậy. Rồi ok, vào việc luôn các bạn ơi. Dạy nghề cho mấy bác này tới khi nào mà tìm được dòng sửa chữa thì thôi ha. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng mất đâu đó cả tầng á, không biết đâu. Tại vì trong đây nó rất là nhiều dòng enchant các bạn. 3 weeks later. Cuối cùng thì cũng có sách sửa chữa rồi các bạn à. Và cái giá đó chính là 1 ngọc lục bảo thôi các bạn ơi. Oh my gosh, 1 ngọc lục bảo cho 1 sách sửa chữa. Thật không thể tin được các bạn ạ. Và ngần ngại gì mà chúng ta không đổi hết luôn ha. Ui dồi ôi, bạn nào mua sách sửa chữa thì inbox mình nha, Lộc bán giá rẻ cho. Trời được cái thành tựu cơ. Kèo thơm là đây nữa chứ. Trời đất, thơm thiệt. Rồi, và khi đã có sách sửa chữa thì chúng ta sẽ lập tức ép vào set giáp Tectonic hả các bạn. Đầu tiên là cái nón. Ôi chưa. Hình như mình chưa enchant. Ừ ha. Ui ô, mình có nên cày kinh nghiệm thêm không ta? Chứ bây giờ mà ép sửa chữa luôn thì hơi ổn á các bạn à. Sau này phải đi tìm dòng bảo vệ các thứ đâu mệt lắm. Ôi trời mèo, tí nữa là đi lạc rồi. Hợp lý á. Giờ thì thôi mình mặc tạm đi, còn mặc được một thời gian ngắn nữa mà. Khi nào mà nó hư thiệt là hư luôn á, rồi chúng ta về, lúc đó cũng có nhiều kinh nghiệm rồi. Enchant một thể luôn cho nó tiện. Sách sửa chữa thì tạm thời cứ cất vô đây trước cái đã. Rồi, giờ thì ngủ một giấc trước khi lên đường và đi tìm bạn đời cho anh Long thôi các bạn. Trời ơi, anh Long tóc đỏ bữa nay lập công lớn mà không thưởng cho anh ấy một người bạn đời tuyệt vời thì hơi ổn đó nha. Rồi, lên đường luôn thôi. Trước tiên thì mình sẽ dẫn ảnh ra chỗ trống trống tí các bạn, để cho ăn sáng ha. Cũng sang chảnh lắm. Đó, mới sáng sớm thôi mà la làng la lửa rồi đó. Ôi, từ, mình đừng đi nữa các bạn, đi nữa là sập cây đó. Rồi, cho anh ăn thịt mấy con zombie này đỏ đi ha. Ok, chạy qua đây. Ui, cẩn thận nè. Chậm mà chắc các bạn ơi, đi nhanh quá là sập cây hết. Hiện tại thì ảnh còn có 40 mấy% cái thanh thức ăn rồi các bạn à, khá là thấp luôn á. Đây, thưởng cho anh ăn thịt bò nè. Hả à. Rồi đó, mời ăn thịt bò đi. Ui trời, ăn 2 cái là hết trơn luôn rồi đó hả. Ok, nhưng mà ảnh cũng no bụng rồi các bạn. Tính ra ăn thịt bò thì nó sẽ hồi nhiều thức ăn, cái thanh thức ăn hơn cho ảnh ha. Trời. Rồi mới ăn vô sung sức hay sao, đụng phát sập cái cây qua anh đào rồi. Mèn đất ơi. Rồi, và mình sẽ lãng vảng ở cái khu vực thảo nguyên này ha các bạn. Thường thì lần trước mình hay bị khủng long bạo chúa dí ở cái vùng này nè. Nên là hy vọng là một xíu nữa mình sẽ bị dí nữa ha. Mong là vậy. Để mình còn tìm bạn đời cho anh Long tóc đỏ nữa. Ảnh FA từ đầu tới giờ rồi, tội nghiệp ảnh. Ê, kia là. Từ, coi đó anh hay chị cái đó. Ui. Thôi. Không được. Trời ơi, gây cấn lắm, không được. Đó là khủng long bầu chú đực các bạn à. Không, cũng được, ok. Mình sẽ cho anh Long của mình gây cấn một xíu ha. Ôi, bụp đi Long. Mình có cây giáo các bạn nên là bảo chú kia không cắn được mình. Ui, nhưng mà bây giờ thì cắn được rồi. Còn bị hất tung nữa kìa. Skill của cây giáo này xịn thiệt. Wow. Tấn công cái nữa coi. Úi xài. Trời, hất tung luôn. Uầy. Cây giáo này khống chế cực kỳ tốt luôn các bạn ha. Đó. Mình khống chế chờ anh Long mình gây cấn xíu ha. Nó bụp luôn. Đồng phép. Rồi, hơi tiếc đó, không phải là bạo chúa cái ha. Hay hiếm lắm mới gặp mà lại gặp khủng long đực chứ. Thôi vô đây giải sầu thôi. Hello there. Giọng nè. Ôi từ. Giọng nè. Ê giọng một giọng một. Mổ đến Long. Trời ơi, anh Long mổ hụt rồi. Mình để anh Long tự chiến đấu các bạn ơi, sẽ hiệu quả không? Mình thì mình cận chiến thôi. Ở đó bật khiên các thứ rồi ha. Hả? Trời ơi, anh đánh giùm em cái đi, anh gầm hoài. Anh đánh thì ít mà anh gáy thì nhiều. Cái anh Long này. Rồi, chọi nó thôi các bạn. Ok. Và bây giờ mình mới biết chức năng kiểu bất tung luôn á trời. Wow, kiểu đây là hội tụ rất là nhiều loài khủng long trong cái vũ khí này ha. Quá đã các bạn ơi. Ôi trời.
Ây, ây da, trời ơi, nguyên cái đèn linh cẩu này. Yêu, trời ơi, dám cắn mình với anh Long. Này thì cắn Long nè. Cái này là tự dây vô nha. Nó không muốn tấn công kìa đó các bạn thấy không. Linh cẩu nhỏ mà sung lắm các bạn. Thích khịa. Rồi luôn. Bữa nay he, cho anh Long thưởng thức món cày 7 món. Ồ ồ ồ. Ê, ui cái làn da. Ê làn da đó có phải là đây rồi, bạn đời tới rồi. Ui, từ từ. Mình đu dù lượng xuống cái đã các bạn ơi. Mình phải đào một cái hố. À đây, có cái hố sẵn luôn. Rồi. Vũ khủng long xuống dưới này, chúng ta sẽ đút cho ăn á. Hợp lý luôn á các bạn ơi. Đúng rồi, là đây, come on baby. Xuống đi. Ôi trời, cái lỗ nhỏ quá, không được rồi. Ây. Rồi. Ôi, chị Long. Ui, chị Long tốc độ cũng hung dữ lắm các bạn ơi. Rồi, nóng lên. Giãn cách cổ các bạn. Hello there. Ui, go, giờ mới tức lên nè các bạn. Đây, đúng rồi. Ui, chị Long né bẫy được rồi. Ui, no. Ây, ui, ui da, ai da, ai da. Ui da. Mình gãy hết mấy khúc xương rồi các bạn ơi. Trời ơi, tiếng xương giòn tan luôn á trời. Thiệt cái tình. Không sao. Kệ, vì tương lai của anh Long tóc đỏ. Mình chịu đau xíu cũng được các bạn. Rồi, ở đây chúng ta có cái lỗ tổn thương đó bự nè. Đó, mình sẽ đặt chị Long xuống đây một cái. Ủa? Được rồi. Lắp lại. Ok. Thành công. Việc của mình bây giờ đó chính là lấy thịt bò ra. Thịt bò tươi nha. Rồi, cho chị Long ăn. Mình đi núp các bạn, mình đi tắm đi. Ôi trời, hà mã tắm kìa. Thấy cưng vậy. Để coi chị Long có ăn hay không nha. Ôi trời, chị Long nhìn mình hoài vậy. Ăn đi, đừng có nhìn tôi. Tôi tắm rồi. Ôi trời, vẫn chưa ăn. Thôi, tôi đi nha. Tôi không biết gì đâu, tôi đi á nghe. Trời, ăn còn lắc cái đuôi nữa. Công nhận chị Long ngựa thì chứ. Chắc ngựa giống anh Long quá. Mình nghi lắm các bạn à. Thì hồi hộp quá à, không biết có đủ hay không nữa. Nếu mà không đủ chắc mình phải đi săn thêm á các bạn à. Mình sợ như đó thịt thì hơi ít á. Ủa? Ôi mình tính lấy cái ống nhòm ra mình. Ôi cho tôi. Định nhòm bằng ống nhòm cho nó chuyên nghiệp mà. Đi rồi. Mình đã thành công. Giúp cho anh Long thoát kiếp FA rồi các bạn. Wow. Ui xôi, để mình đặt anh Long với chị Long đứng kế bên á. Bây giờ chị Long chưa có tóc đỏ các bạn. Ít hôm nữa mới có điều kiện rồi mới cho tóc đỏ được ha. Bây giờ cũng xứng lâu vừa đứa hết á chứ. Bây giờ quá đã luôn các bạn ơi. Ok. Giờ thì mình sẽ cưỡi Long đi. Rồi cho chị Long đi theo mình ha. Ok. Rồi, anh Long, chị Long đi theo nào. Trời, chị Long đi đâu vậy? Thôi, chị Long ơi, đi về. Trời, chị Long đi đâu vậy trời? Ủa, alo. Đây. Trời đất ơi. Anh Long với chị Long bị gan các mọi người, không có nghe lời mình. Muốn đi đâu là đi à. Ôi, trời, con này định làm gì mình vậy? Trời đất ơi. Quá thiệt. Nó liều. Mình có anh Long với chị Long. Ui, anh bạn. Lâu không gặp. Long time no see bro. Ui. Ripper nữa. Trời đất ơi. Rồi. Fan này bị anh Long chị Long xử rồi. Trời ơi. Sắp tới nhà mình chắc điếc tai luôn các bạn ơi. Anh Long chị Long la làng tối ngày sáng đêm. Rồi đi, ngủ nhau đi tắm nữa cơ. Bó tay thiệt luôn á. Mặc dù quậy thì có quậy thiệt đó.
Nhưng mà với sức mạnh gần như là tuyệt đối và chùm server hiện tại thì anh Long chị Long sẽ được mình ưu ái cho ở ngay sảnh luôn ha. Rồi, nằm ngủ đi. Rồi, một cái nón sửa chữa nè, áo cũng sửa chữa, quần sửa chữa và cuối cùng là ủng sửa chữa ha. Alright, vậy là chúng ta đã full một set đồ sửa chữa rồi các bạn ha. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với mình ha. Vừa có giáp xịn mặc, vừa kiểu như tạo điều kiện cho anh Long tóc đỏ thoát kiếp FA, và cũng như test sức mạnh của ảnh khi mà cho ảnh solo với khủng long nguyên thủy á. Và có vẻ là ảnh vẫn out trình ha. Nói chung từ lúc có anh Long tóc đỏ về đội cái là mình nhẹn hơn hẳn các bạn. Toàn ra lệnh cơ mà giống như giám đốc gì đó. Rồi, và hy vọng rằng những ngày sắp tới chúng ta có thể thực hiện được nhiều cái kế hoạch hơn. Chứ mấy bữa nay là mình kiểu như hơi bỏ bê công việc nghiên cứu khủng long á nha. Rồi, hy vọng là vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình thời đại khủng long nha. Mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lockwood cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.